Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện chương trình xóa nhà tạm, sáng nay tại đồn biên phòng Bình Thạnh, thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tổ chức lễ ký kết thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn 8 xã biên giới. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn 8 xã biên giới tỉnh Đồng Tháp thuộc thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng từ nay đến tháng 9 năm 2025 với tổng số 128 căn nhà, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng. Nguồn vốn được huy động từ các nguồn lực xã hội của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng. Tại lễ ký kết, các cơ quan đoàn thể tỉnh trao tượng trưng tổng số tiền vận động cho chương trình xóa nhà tạm ở 8 xã biên giới đợt này trên 600 triệu đồng. Dịp này, đội hỗ trợ xóa nhà tạm với thành viên thuộc các lực lượng cán bộ chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Bình Thạnh và cán bộ đoàn thể xã Tân Hội và Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự cũng được ra mắt. Đội sẽ đóng góp hỗ trợ công tác vận động và công xây dựng nhà của chương trình. Sau lễ ký kết, ở 8 xã biên giới cũng đồng loạt khởi công 8 căn nhà đầu tiên của chương trình xóa nhà tạm. Và tiếp theo, các căn nhà sẽ được tiến hành xây dựng hoàn thành đến tháng 9 năm 2025.